vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021, người dân phát hiện một bé sơ sinh dưới gầm cầu, huyện đội, huyện Tân Hưng. Quỹ ban nhân dân thị trấn Tân Hưng đã cử lực lượng công an đến kiểm tra vụ việc và đúng như người dân trình báo. Ngay sau đó, ngành chức năng đã đưa bé sơ sinh này đến trung tâm y tế huyện để chăm sóc. Đây là bé trai, nặng 3,3 kg, khoảng 7 đến 10 ngày tuổi. Tình trạng sức khỏe của bé vẫn ổn định. Hiện tại, bé được các y bác sĩ của trung tâm y tế huyện chăm sóc trong thời gian chờ quỹ ban nhân dân thị trấn tân hưng cùng phòng lao động thương binh và xã hội quyện làm các thủ tục để tìm lại người thân của bé theo quy định